Chào các bạn nhé, đây là cái máy cắt, đây là một cái máy cắt Makita các bạn nhé, lưỡi 150 các bạn ạ, Makita. Tôi chơi cái bài chế cái quả nước này các bạn xem được không? Đây nhé các bạn, lấy cái mũi khoan 6 bạn khoan ra, khoan cái lỗ đây, đó. Xong bắt đầu chúng ta lấy một cái ống nhô, ống sắt đấy. Cái ống sắt này tôi cắt từ ở cái chế và khí nó bị hỏng ra các bạn ạ, hàn nó vào đây các bạn ạ, đấy. Xong rồi cắt chúng ta bơm nước vào đây là nó sẽ đỡ bụi các bạn ạ. Lắp cái vòi nước vào đây, chúng ta cắm vòi nước vào đây. Đó. Đây là máy của Makita nhá. Cái này là máy phi 150 Makita GA6010. Công suất động cơ là 1050W các bạn ạ. Tốc độ quay là 10.000 vòng trên phút các bạn nhá. Đó. Cái này thì chạy lưỡi 150. Máy theo máy thì cũng có cái lưỡi này. Cái máy không có lưỡi các bạn nhé, không có lưỡi đâu, nhưng mà có máy này, có cái tay vặn này và có một cái lưỡi mài, có một cái lưỡi mài đây các bạn ạ. Đây là cái lưỡi mài này. Đó, một cái lưỡi mài này với một cái tay công vặn. Chào các bạn nhé.